Khánh Thi hồi hộp trước ngày lên xe Hòa. Chuyện tình lệch tuổi Phan Hiển Khánh Thi thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Họ là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất trong làng thể thao và giải trí, không chỉ vì đời sống riêng hạnh phúc mà còn vì họ là những vận động viên xuất sắc đóng góp không nhỏ trong lĩnh vực khiêu vũ thể thao. Phan Hiển nói tổ chức đám cưới để Khánh Thi có danh có phận. Chị có rơi lệ trước đề nghị của Phan Hiển. Tâm trạng của chị trước ngày lên xe Hòa. Khánh Thi tôi rất vui. Cứ nói là không quan tâm nhưng đến khi mình được như người ta thì cũng hồi hộp cứ như là chưa bao giờ có chồng, có con. Cũng chuẩn bị mọi thứ, lên danh sách đi đặt tiệc, hưng phấn lắm cười. 12 năm bên nhau, bên cạnh nỗ lực của Khánh Thi còn phải nói tới công của Phan Hiển trong gìn giữ và chăm sóc mối tình đặc biệt này. Khi chưa chung sống, chị có nhìn ra sự chững chạc của chàng trai trẻ Phan Hiển không? Khánh Thi cười, làm sao mà phát hiện được. Tôi chỉ thấy Phan Hiển nhảy tốt có khả năng thôi. Ngày xưa cậy răng Phan Hiển chẳng nói một câu. Ngày xưa chàng ít nói. Khánh Thi bây giờ vẫn ít nói, chỉ hay cười thôi. Rất nhiều người thắc mắc vì sao Khánh Thi hết lòng ủng hộ sự nghiệp của Phan Hiển, mong chồng tỏa sáng rực rỡ. Khi chồng tỏa sáng thì sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh làm khó cho Khánh Thi. Khánh Thi, khó chứ? Nhiều người vây quanh Phan Hiển. Câu hỏi trên đã trăm người hỏi. Nghĩ không bình thường chắc có mỗi mình tôi cười. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Thấy không thể không giúp đỡ vì cảm giác người ta là một phần của mình. Vì yêu thôi. Có người trong giới tiết lộ chính Khánh Thi là người đi tìm bạn nhảy Thu Hương cho Phan Hiển. Khánh Thi, đúng đó. Tất cả bạn nhảy của Phan Hiển đều do tôi tự chọn và tự đổi. Phan Hiển không có ý kiến gì sao? Khánh Thi có ý kiến cũng không làm được gì. Trong công việc xem chừng Khánh Thi rất mạnh mẽ nhưng trong đời sống lứa đôi có vẻ chị khá yếu đuối, hay rơi nước mắt như cô gái lần đầu bỡ ngỡ trong tình yêu. Phan Hiển nói, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, Phan Hiển phải làm lành trước, chưa bao giờ Khánh Thi chịu xuống nước. Khánh Thi, đúng thế rồi cười. Nhưng tất cả đều tự nhiên như bản năng con người. Mạnh mẽ sao nổi, công việc phải mạnh mẽ vì dùng cái đầu. Trong câu chuyện tình cảm, hạnh phúc gia đình mạnh mẽ quá cũng không nên, mạnh mẽ quá rồi cũng vấp ngã, nên nhỏ nhẹ nhõng nhẽo đánh bài an toàn cho chắc. Tôi cũng nhiều lần nóng tính nhưng suy nghĩ lại, thà làm vế hơi sai sai có khi lại hay. Phan Hiển tiết lộ, Khánh Thi đa nghi lắm. Buổi sáng dậy sớm hơn thường lệ đi mua đồ ăn sáng mà Khánh Thi cũng nghi Hiển đi với ai đó. Chàng bình luận, Khánh Thi như U20, hay ghen. Khánh Thi, đúng đó. Bình thường Phan Hiển dậy muộn, tự dưng hôm ấy lại dậy sớm thì tôi làm sao mà tin được cười. Chàng cũng bối rối trước quà khủng mà Khánh Thi tặng. Đã là chiếc mô tô thứ tư Khánh Thi tặng Phan Hiển. Tại sao chị hay tặng quà siêu khủng cho chồng? Khánh Thi, à, để người ta tặng siêu khủng lại cho mình cười. Vì sao chị có thể làm vừa lòng một gia đình vừa khá giả, vừa nề nếp như gia đình Phan Hiển ngay từ những ngày đầu ra mắt? Khánh Thi, tôi chỉ biết sống chân thành, cư xử cố gắng tế nhị. Nhưng đúng là gia đình bên nhà tôi cũng hơi đặc biệt. Bố mẹ chồng ở chung nhưng khác tầng nên không ảnh hưởng. Bố mẹ chồng cũng không soi xét, may mắn được rơi vào nhà chồng như thế. Chứ con dâu dù có khéo đến mấy mà gia đình chồng không ủng hộ thì cũng khó. Phan Hiển nói, chị có nhiều phẩm chất giống bà cố của anh. Chị nghĩ sao? Khánh Thi, nhà chồng sống có trên có dưới, sống theo đại gia đình từ ăn uống tới mọi hoạt động luôn sum họp, rất đoàn kết, hòa thuận. Hiển cũng học được tính đó. Thấy ông bà, cha mẹ ra sao thì Hiển cũng theo như thế. Con cháu hư thì ông bà chỉnh lại ngay, luôn họp gia đình chỉnh đốn và hàn gắn. Tôi và Hiển cãi nhau ông bà cũng họp lại và hàn gắn, không cho qua đâu. Giới giải trí có nhiều cặp đôi lệch tuổi, nhưng cặp Phan Hiển Khánh Thi được rất nhiều người yêu thích trong mỗi lần xuất hiện. Xin hỏi, những hình ảnh trình diễn trước công chúng có sự tính toán nào đó không? Khánh Thi, không, có sao thì như vậy thôi. Chúng tôi diễn đủ trên sàn, mệt rồi. Với lại, chúng tôi có con mà, đâu phải chỉ hai nửa gắn vào đâu. Nhiều người nói, chỉ có Khánh Thi mới dám yêu và được yêu bởi một người đàn ông kém nhiều tuổi, lại tài năng, vì Khánh Thi tài năng, xinh đẹp lại thường xuyên vận động, rèn luyện nên mới giữ được thể hình không bị thời gian tấn công. Khánh Thi, đơn giản, vì mọi người chỉ kêu than mà không đứng lên tập. Chứ tập thể dục có khi là hạnh phúc. Nếu tập thường xuyên sẽ là thói quen và sẽ nhớ nó nếu mình không tập. Chẳng qua là lười và hay kêu. Tôi là vận động viên nên thường xuyên tập luyện. Có thể đây là một lợi thế của tôi. Hiện tại, tôi vẫn còn đi diễn. Chị có còn hát không? Khánh Thi, không, tôi giờ ít hát lắm. Hình như chưa được tổ đãi cười. Nói vui thôi, tôi nhận thấy mình chưa có duyên với nghề hát. Với lại, tôi cứ bị cuốn vào việc huấn luyện, đi thi đấu, không có thời gian ra MV, chăm sóc khán giả. Có bao giờ chị lo lắng về tuổi tác và dung nhan của mình không, khi có bạn đời vừa trẻ trung lại tài năng, nổi tiếng như Phan Hiển? Khánh Thi, không, tôi để mọi thứ tự nhiên. Tôi không trách câu chuyện sẽ xảy ra đâu.